Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cái cách để mà chúng ta đăng nhập Zalo trên hai cái thiết bị di động, trên hai chiếc điện thoại của chúng ta. Như vậy thường thì Zalo chúng ta chỉ đăng nhập được trên một chiếc điện thoại à. Bây giờ mình xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách để mà chúng ta xài trên hai chiếc điện thoại, để mà tùy vào cái mục đích sử dụng của chúng ta mà chúng ta có cách đó là chúng ta xài cho nó hợp lý. Thì đây mình có cái Zalo của mình. Thì trên cái chiếc điện thoại này là đây là Zalo là chính của mình. Thì mình đó là tải ứng dụng Zalo về xài thì bình thường rồi, thì không nói đi. Thì đây là chiếc điện thoại thứ hai, mình muốn đăng nhập cái Zalo này nè, đăng nhập Zalo trên chiếc điện thoại này vào cái là chiếc điện thoại này thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta làm thế này nè quý vị. Chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt web lên. Ở đây mình sử dụng Google Chrome. Dùng Google Chrome ha. Rồi sau đó mình sẽ gõ vào cái là thanh này, cái chữ đó là Zalo web. Đây Zalo web. Rồi sau khi nó tải xong quý vị sẽ nháy vào cái góc dưới này nè, kéo xuống quý vị chọn cái chỗ đó là yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn. Trên thiết bị Android thì nó không phải nằm cái góc này mà có thể nằm góc trên quý vị đó. Rồi sau đó quý vị sẽ nháy vào cái chỗ đó là Zalo web đăng nhập nè. Ở đây Zalo web đăng nhập, quý vị sẽ nháy vào đây rồi cho nó tải một chút. Sau khi đợi nó tải vô xong trang web thì chúng ta sẽ đăng nhập được và chúng ta sẽ sử dụng. Rồi đây, khi vô tới đây rồi cho phép chúng ta đăng nhập. Thứ nhất là đăng nhập bằng mã QR code, thứ hai đăng nhập bằng số điện thoại. Nếu như chúng ta đã có số điện thoại đây rồi thì chúng ta nhập mật khẩu vô được. Còn mình thì mình sẽ nhập bằng cái cách là nhập cái mã QR code bằng cách thế này. Chúng ta sẽ lấy chiếc điện thoại này, chúng ta sẽ nháy vào chỗ này nè quý vị, đây chỗ cái mã QR code nè, đây đó, thấy chưa, chúng ta nháy vào đây rồi chúng ta sẽ là quét ở dưới, rồi chúng ta chỉ cần là đăng nhập. Rồi ok, như vậy là trên chiếc điện thoại này nó đã đăng nhập được, đang đăng nhập nè quý vị. Rồi như vậy là đã đăng nhập được rồi. Đây. Đó. Đây là mình đã vừa đăng nhập xong. Là trang cá nhân nè. Đó. Trang cá nhân của hai cái giống hệt nhau. Đó. Rồi, như vậy là vừa qua mình đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách để mà chúng ta đó là đăng nhập đó là tài khoản Zalo chúng ta trên hai cái thiết bị di động ha. Thì hy vọng rằng cách làm của mình nó sẽ đem đến những cái là lợi ích cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn mà chưa biết cách thực hiện thì quý vị hãy thực hiện thử cách này coi có hiệu quả hay là không. Nếu được quý vị là đừng ngần ngại hãy cho mình một like. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ mình xin thân chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.